Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay có rất nhiều phần tin hấp dẫn, phần tin quan trọng cần cập nhật mang đến với quý khán giả. Đầu tiên, đó là câu chuyện của 11 nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện lớn của thành phố Oakland nhiễm COVID-19. Và tất cả những người này bị nhiễm sau khi họ cùng nhau đi tham dự một đám cưới được tổ chức tại Michigan. Đi dự đám cưới xong trở về, 11 nhân viên y tế đều bị nhiễm COVID-19 hết. Và trong số 11 người bị nhiễm COVID-19 đó, thì có 5 người là nhiễm biến thể mới gây lo ngại hiện nay, đó là biến thể Omicron. Thì quý vị có thể tưởng tượng, đi dự đám cưới ở bên Michigan trở về, thì ngày hôm sau 11 nhân viên này phải đi làm như bình thường. Họ đâu có triệu chứng gì đâu. Họ vô họ tiếp xúc bệnh nhân, họ tiếp xúc đồng nghiệp, sau đó rồi mới có triệu chứng mới đi xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Thì có nghĩa là sao quý vị? 16 người tiếp xúc gần với 11 nhân viên y tế này. Bây giờ phải đi xét nghiệm xem mình có bị nhiễm COVID-19 hay không. Qua câu chuyện của 11 nhân viên y tế đã chích ngược COVID-19 đầy đủ rồi nha quý vị. Mà bây giờ bị nhiễm trở lại COVID-19 thì mình học được bài học gì từ câu chuyện này, đó mới là điều quan trọng. Thanh Tùng sẽ chia sẻ với quý vị trong ít phút nữa. Cũng trong tiết mục Hot News với Thanh Tùng hôm nay, Thanh Tùng muốn mang đến quý vị một trong những thông tin mới. Đó là cơ quan FDA, FDA là cơ quan quản trị thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ, họ vừa đồng ý sử dụng liều booster của Pfizer dành cho các em 16 và 17 tuổi. Như vậy, những em 16, 17 đã được FDA đồng ý cho chích liều booster sau liều thứ nhì của các em được chích cách đây ít nhất là 6 tháng. Và dĩ nhiên, còn phải chờ thêm cái gật đầu nữa của cơ quan CDC. Thông tin kế tiếp là thông tin được xem là cả nước Mỹ tạm thời đến giờ phút này. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 hoặc là giảm chân tại chỗ đó đi ngang, hoặc là nó đi xuống là nó giảm chỉ có 5 tiểu bang hiện nay là đang tăng lây nhiễm COVID-19. 5 tiểu bang đó là 5 tiểu bang nào? Tại sao mình cần biết quý vị? Mình biết để mình né chứ gì? <laughs> mình biết để mình né. Mình có thể đi đi lại du lịch nội địa nước Mỹ. Nhưng mình cũng né những chỗ nào đang lây nhiễm nhiều thì mình biết thì mình né thôi. Mình đã biết nó lây nhiễm mà mình mình ào vô hồn chi, mình nhào vô hồn chi rồi mình về mình than là sao, sao, sao bị suối. Đúng không quý vị? năm tiểu bang nào đang lây nhiễm dữ dội hiện nay trên toàn nước Mỹ Thanh Tùng sẽ trình bày với quý vị. Và đặc biệt, nếu quý vị là chủ nhân của các cơ sở thương mại dịch vụ tại quận hạt Santa Clara thì tin vui dành cho quý vị. Quý vị sắp có thêm tiền hỗ trợ, sắp có thêm tiền hỗ trợ. Tiền hỗ trợ này từ đâu? Số tiền là bao nhiêu? Khi nào mình được nhận tiền làm sao để ghi danh? Thanh Tùng trình bày với quý vị. Trong tiết mục ngày hôm nay, quý vị nhớ đón xem. Trước hết, thì cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Saint tăng cường hàng loạt món cháo ngon hết sảy. Cháo đêm 360 với cháo ếch Singapore, cháo cá tươi, cháo dịch và gỏi dịch, cháo gà và gỏi gà. Bắt đầu phục vụ từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mỗi ngày. 360, nhà hàng 360, 669, 230, 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tòa lạc bên trong khu Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496 Thông báo của công ty ly gửi tiền lẻ và ly gửi quà hiện tại Sài Gòn đã bỏ lệnh phong tỏa dịch vụ vận chuyển hàng sẽ nhanh hơn và được giao tận tay người thân của quý vị. Dịch vụ chuyển tiền tại Sài Gòn đã trở lại bình thường nghĩa là tiền sẽ được giao trong vòng 24 giờ tùy theo quý khách lựa chọn chuyển vào tài khoản hoặc giao tận nhà. Ly gửi tiền lẻ trên đường Thauli Road 4082701027. Ly gửi quà trên đường Ebon Road trong cơ chợ Maxim 4085286789. Ly gửi quà Milpitas trên đường Capitol Avenue chung khu thương mại với chợ Mekong Công tức chợ đại chúng cũ 408 586 9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand San San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. một nhân viên y tế là những người đã chích ngừa đầy đủ, chích ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ rồi. 11 người đều bị nhiễm COVID-19 sau khi đến tham dự cùng một lễ cưới ở Wisconsin. Họ cùng đi dự, họ quay trở về và họ đều bị nhiễm. tôi có gì? đó là tuyên bố từ Kaiser Permanente, hệ thống bệnh viện chăm sóc sức khỏe lớn trên toàn nước Mỹ. Dĩ nhiên là họ có chi nhánh tại thành phố Oakland. Họ lên tiếng xác nhận tin này. Và trung tâm y tế của thành phố Oakland là Oakland Medical Center cho biết 5 trong số 11 nhân viên y tế này nhiễm biến thể mới là biến thể Omicron. Kaiser Permanente đưa ra lời tuyên bố cho biết rằng là tất cả 11 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19 hiện bây giờ đang trải qua triệu chứng nhẹ và đang được cô lập tại nhà. 16 người khác tại bệnh viện, bao gồm cả bệnh nhân, đều có tiếp xúc gần với 11 nhân viên y tế này, bây giờ phải đi xét nghiệm xem có bị dính bệnh hay không. Thì kết quả cho thấy 13 trong số đó là âm tính, còn ba người còn lại thì đang chờ kết quả của gì. đó là câu chuyện mình nghe, nghe vậy biết vậy. Nhưng mình rút ra được bài học gì của gì? Bài học đó là ngay bây giờ Câu chuyện mình vừa thấy 11 người đi qua bên Wisconsin dự đám cưới, quay trở về nhiễm COVID-19 và thậm chí nhiễm luôn cả biến thể Omicron là biến thể đáng lo ngại và 11 người này đều có chích ngừa đầy đủ rồi. Đây được xem là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người. Dù chúng ta đã có chích ngừa rồi đi nữa, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn là miễn nhiễm với các loại biến thể khác nhau của COVID-19. Đó là điều mọi người cần phải nhắc nhở nhau. Chỉ có điều là quý vị thấy nhờ chích ngừa COVID-19, nhờ vaccine, mà tất cả 11 nhân viên y tế này đều hiện giờ là tình trạng là triệu chứng nhẹ, không có ai bị bệnh nặng, không có ai phải vào bệnh viện, không có ai phải phải thở máy, không có ai phải vào trong phòng ICU và không có ai phải tử vong. Đó là nhờ vaccine COVID-19. Nếu không có vaccine thì có gì tưởng tượng chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên, mình cũng phải nhìn nhận sự thật là vaccine không phải 100% bảo vệ. Đó là điều thứ nhất, mình học được bài học từ câu chuyện 11 nhân viên y tế đã chích ngừa ở Auckland bị nhiễm COVID-19. Bài học thứ nhì mình học được là gì quý vị? Nơi chúng mình đến, nơi đông người, những cuộc tụ tập đông người trong gia đình, những sự kiện tụ tập đông người như trường hợp này nè là đám cưới nè. Đó. Các cái buổi tiệc đám cưới, các buổi tiệc sinh nhật, đặc biệt là tiệc mừng giáng sinh và năm mới. Đó là những nơi đông người và rủi ro bị nhiễm Covid-19 rất cao, kể cả với những người đã chích ngừa Covid-19. Quý vị biết rằng là riêng với biến thể Omicron thì các viên chức y tế tại Nam Phi họ khám phá ra là nhiều người trước đây đã từng bị dính bệnh rồi, bị nhiễm Covid-19 rồi với biến thể Delta với các loại biến thể trước rồi. Bây giờ khi mà họ tiếp xúc với biến thể Omicron, họ rất dễ bị nhiễm trở lại. Dù là mình 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 hết bệnh rồi thì cơ thể mình nó sẽ có cái hệ thống miễn nhiễm tự nhiên sau khi hết bệnh, đúng không quý gì? Vậy mà hết bệnh rồi với Delta, bây giờ gặp phải bà chị Omicron, mình vẫn có thể bị nhiễm bệnh lại như thường. Tiếng Anh họ dùng cho là reinfection, Tức là bệnh rồi vẫn có thể bệnh lại như thường với biến thể Omicron. Đã chích ngừa đầy đủ rồi, vẫn có thể nhiễm biến thể Omicron như thường. Đó là khi mình bất chấp. Mình bất chấp. Mình nghĩ mình chích ngừa rồi, mình nghĩ mình đã bị bệnh rồi, mình không sao, mình bất chấp. Mình dẫn đến những nơi đông người vào những ngày lễ cuối năm. Xin nhắc lại, như trường hợp này là đám cưới nè. Sinh nhật nè, các buổi tiệc Giáng sinh của công ty và gia đình. Đó là những điều mà chúng ta hết sức là cẩn thận mỗi khi có dịp quyết định đi. Và còn điều gì nữa chúng ta cần làm trước hoặc là sau khi tham dự những cái cuộc vui như vậy. Thanh Tùng sẽ trình bày với quý vị sau ít phút quảng cáo, quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Sau câu chuyện 11 nhân viên y tế tại một bệnh viện lớn ở thành phố Oakland đã chích ngừa Covid-19 đầy đủ rồi, cùng đi dự đám cưới ở Wisconsin trở về cùng bị nhiễm Covid-19 hết, trong đó có 5 người bị nhiễm biến thể Omicron. Nó cho mình những bài học gì từ cái câu chuyện này để tự bảo vệ chính mình, bảo vệ cho gia đình của mình. Rồi câu chuyện liên quan tới việc là FDA vừa đồng ý cho phép sử dụng liều booster của Pfizer để chích ngừa cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi. Câu chuyện liên quan đến cả nước Mỹ lây nhiễm đang giảm. Ngoại trừ 5 tiểu bang bây giờ nó không chứng nó giảm mà nó còn tăng, nó tăng cỡ nào. Nó tăng ở chỗ rằng là không đủ giường ở trong phòng cấp cứu, không đủ giường trong phòng chăm sóc đặc biệt thì bệnh nhân phải ngồi chờ ở ngoài hành lang. Xe cấp cứu thì 6 hay 7 tiếng đồng hồ sau có gì gọi 911 cấp cứu mới tới nhà đưa có gì vào trong bệnh viện. Tiểu bang nào vậy có gì? Có gì cần biết? Có gì cần phải biết những tiểu bang đó? Để anh chi, em nói rồi, né. <laughs> mình biết chỗ nào đang lây thì mình né, mình không có lao tới để rồi về nhà nói sao xui. Thông tin liên quan đến việc chủ nhân của các cơ sở thương mại dịch vụ, mình gọi là các tiểu thương á là sắp có tiền. Đặc biệt là những cơ sở thương mại dịch vụ nào mà nằm trên vùng lãnh thổ của quận hạt Santa Clara có gì sắp có tiền tiền ở đâu ra mà có gì có ha rồi tuy nhiên trước hết cho thanh tùng được giới thiệu với quý gì bảo trợ cho hot news giới thanh tùng vào giờ này đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand Santrimo San Jose giới đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ diện Beauty Image San Jose, Do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Vietnam Town San Jose 5104527297. 7297 Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Hãy đi tiêm liều hỗ trợ, người từ 18 tuổi trở lên hiện đã đủ điều kiện tiêm liều hỗ trợ ngừa COVID-19. Hãy vào trang sccfreevac.org để lấy hẹn tiêm ngừa ngay hôm nay. Đó là với câu chuyện 11, nhân viên y tế đã chích ngừa đầy đủ rồi đi dự đám cưới ở Wisconsin. Bây giờ trở về bị nhiễm COVID-19, trong đó có 5 người bị nhiễm biến thể Omicron. Nói thân tục có nhắc với quý vị rằng là mình cẩn thận, dù có chích ngừa rồi vẫn có thể bị nhiễm COVID-19 như thường, đặc biệt là nhiễm biến thể Omicron. Quý vị đã bị dính COVID-19 trước kia rồi, bây giờ... Quý vị tưởng rằng là cơ thể mình đang có hệ miễn nhiễm tự nhiên thì tự động nó sẽ kháng lại với các loại biến thể khác nhau của Covid-19 của vị lầm. Bởi vì rõ ràng rất nhiều người dính trở lại Covid-19 khi đụng phải biến thể Omicron. Và dạ điều kế tiếp nữa, lời khuyên là gì quý vị? Trước hoặc là sau khi tham dự các cuộc gặp gỡ các cuộc họp mặt đông người ở trong gia đình đi dự tiệc giáng sinh trong công ty trở về hay có gì mới du lịch ở đâu để về thì lời khuyên là gì quý vị xét nghiệm xét nghiệm và xét nghiệm hãy đi xét nghiệm hoặc là có gì thấy trong gia đình của mình có ai đó có những cái gì đó mà có gì nghi ngờ trong khi chờ đợi kết quả của người thân trong gia đình có gì xét nghiệm trước và không cần thiết phải xét nghiệm pcr không cần thiết quý vị phải chạy ra ngoài các trung tâm y tế để xét nghiệm. Quý vị vẫn có nên có trong nhà các bộ xét nghiệm nhanh ở trong nhà đã mà có kết quả 15 phút mà quý vị hay nghe đài nét Việt TV. Thì bây giờ đang có các bộ xét nghiệm mà được sản xuất từ Hàn Quốc đó. Thì những bộ xét nghiệm như vậy giá có 29 đồng 99 ở đài nét Việt thôi. Quý vị trữ sẵn trong nhà. Khi thấy có something wrong hay người trong nhà mình something wrong hay mình thấy đồng nghiệp của mình something wrong, mình không cần phải chạy ra ngoài. Mình chỉ cần xét nghiệm ngay tại nhà thôi Để mình biết rằng là à chuyện gì đang xảy ra với mình Ít nhất là mình biết mình khỏe khoắn Mình đang âm tính Nếu có vị thấy nó dương nó, nó dương tính một cái Là có vị chạy xét nghiệm PCR để chắc ăn Đây là lúc xét nghiệm Xét nghiệm và xét nghiệm mà được đặt lên hàng đầu nha quý vị Đi đâu về xét nghiệm liền Vừa tham dự một cái cuộc gặp mặt đông người Về xét nghiệm liền Quý vị nào cần các bộ xét nghiệm của Hàn Quốc 29 đồng 99 đang có tại đài nét Việt TV gọi số điện thoại trên màn hình giá chỉ 29.99 đồng thôi thì uh, cô Thanh Thảo sẽ gửi về tận nhà cho quý vị còn lời khuyên nữa đó là đây là lời khuyên của cơ quan y tế chứ không phải lời khuyên của Thanh Tùng không phải lời khuyên của Netflix TV tạm thời đừng đi du lịch trên thế giới, tạm thời đừng đi du lịch ra khỏi nước Mỹ thời điểm này là thời điểm rất dễ bị nhiễm biến thể Omicron nếu có gì ra khỏi nước Mỹ đi du lịch trong nội bộ nước Mỹ an tâm hơn Tuy nhiên, nếu có vị đi du lịch nội bộ trong nước Mỹ, cũng nên tránh những điểm nóng, tức là những nơi nào mà người ta đang bùng phát dịch bệnh. Vậy thì, nơi nào trên đất Mỹ hiện nay đang được xem là bùng phát dịch bệnh? Bây giờ trước hết, nội trong tuần lễ này mình thấy là tỷ lệ lây nhiễm trên toàn nước Mỹ, 45 tiểu bang trên toàn nước Mỹ, hoặc là nó đi hàng ngang, tức là giảm chân tại chỗ, không tăng, không giảm, hoặc là nó đang giảm là 45 tiểu bang. Hiện bây giờ chỉ có 5 tiểu bang mà thôi là tình trạng lây nhiễm đang tăng. Đó là Montana, Colorado, Minnesota, Michigan và Pennsylvania. Đây là những nơi mà lây nhiễm trường hợp mới mỗi ngày ít nhất 10%. So với tuần lễ trước đó, đi trường hợp tại Michigan chẳng hạn, một bác sĩ tại phòng cấp cứu kể lại rằng bệnh viện của ông bây giờ tràn ngập bệnh nhân, dùng cái là quá tải luôn. Đó là hiện bây giờ cứ 6, 7 người ngồi chờ, ngồi chờ ở trong phòng cấp cứu. Tại vì hết giường. Những bệnh viện khác hết giường, bệnh viện này hết giường và phải ngồi chờ xem lúc nào có giường thì mới được lên trên đó nằm để được điều trị. Còn xe cấp cứu hiện giờ quý vị phải chờ từ 6 cho đến 7 tiếng đồng hồ trước khi xe cấp cứu tới nhà để mang quý vị vào trong bệnh viện. Đó là tại Michigan nha quý vị. 52% cư dân của Michigan hiện giờ đã chích ngừa đầy đủ. 56% so với 56.4% trung bình trên toàn quốc, trên toàn nước Mỹ là chích ngừa đầy đủ hiện nay. Tức là Michigan chích ngừa còn thấp hơn tỷ lệ chích ngừa của nước Mỹ. Mà quý vị biết, trong những nước giàu có trên toàn thế giới thì nước Mỹ đứng chót. Nước Mỹ của mình đứng chót về tỷ lệ chích ngừa COVID-19 hiện nay so với những nước giàu có khác. Mà Michigan còn thấp hơn tỷ lệ trung bình của nước Mỹ nữa quý vị. Báo với quý vị luôn, mỗi ngày nước Mỹ vẫn còn có khoảng 95.000 trường hợp mới nhiễm COVID-19, mặc dù nó không phải là quá cao, nhưng vẫn là con số đáng lo ngại. Có nghĩa là hiện bây giờ mình còn 68 triệu người chưa chịu chích ngừa COVID-19. Con số lây nhiễm vẫn là 95.000 trên với 95.000 mỗi ngày. Vậy có nghĩa là trong bất cứ lúc nào mình vẫn có thể bị nhiễm trở lại, nó bùng phát trở lại được trong số 68 triệu người chưa chích ngừa đó. Cái mình cần là gì quý vị? Cái mình cần là làm sao kéo cái con số nhiễm mỗi ngày xuống ở giữa mức 10.000 trường hợp hoặc nếu dưới 10.000 trường hợp mỗi ngày nữa thì là quá tốt. Thành ra lời khuyên vẫn là gì? Đi chích ngừa, quý vị ơi. Đi chích ngừa COVID-19. Rồi, uh, FDA đồng ý là cho sử dụng liều booster của COVID-19 để chích cho những em 16 đến 17 tuổi. Các em 16, 17 đó thì khoảng gần một năm trước đây đã được chấp thuận cho chích vaccine của Pfizer ngừa covid-19 nhưng chỉ được cho hai liều đầu tiên của Pfizer thôi. Còn á, hiện bây giờ chỉ những ai từ 18 tuổi trở lên trên toàn nước Mỹ mới đủ điều kiện để được chích liều booster. Chính vì vậy hôm nay có gì mới nghe tin là FDA bây giờ họ đồng ý cho các em 16, 17 tuổi được chích liều booster giống như người lớn là 6 tháng ít nhất sau khi các em chích liều thứ nhì của Pfizer. Dĩ nhiên, đây là quyết định của FDA. Vẫn cần thêm sự đồng ý của CDC nữa. nha cái gì? Vẫn cần thêm sự đồng ý của CDC. Rồi, uh, số lượng là bao nhiêu? Khoảng 2 triệu 6 các em trong độ tuổi 16-17 trên toàn quốc so với khoảng 141 triệu người lớn trên toàn nước Mỹ đủ điều kiện để được chích liều booster. Bây giờ, quay sang với câu chuyện về Ờ, chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ ở vùng quận hạt Santa Clara vị sắp có tiền đúng vậy 20 triệu Mỹ Kim là số tiền mà hội đồng giám sát viên quận hạt Santa Clara đồng ý trích từ ngân khoản của chương trình cứu trợ kinh tế mà tổng thống Joe Biden đã ký trước đây mới trích 20 triệu đó làm số tiền hỗ trợ thêm khoảng bao nhiêu đó dành cho chủ nhân các cơ sở thương mại dịch vụ thí dụ như nhà hàng quán bar tiệm cắt tóc phòng tập thể dục hoặc là các cơ sở thương mại dịch vụ khác. Là bởi vì mặc dù bây giờ chúng ta đã khá hơn trong cuộc chiến chống Covid-19, nhưng nỗi vất vả, nỗi khó khăn của chủ nhân các cơ sở thương mại thì vẫn còn có gì làm ăn quý đồng ý với Thanh Tùng. Chính vì vậy mà vẫn cần thêm sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và chính quyền tiểu bang cũng như chính quyền liên bang. Quận hạt Santa Clara mới quyết định lấy 20 triệu này mới chia thành những cái tấm chi phiếu nhỏ 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 hỗ trợ cho quý vị tiểu thương trong quận hạt. Bây giờ số tiền là bao nhiêu vẫn chưa có quyết định xong. Hiện bây giờ đó chi tiết về việc tiền bao nhiêu, khi nào thì phân phối tiền, điều kiện ra làm sao, sử dụng tiền như thế nào và đặc biệt trang web nào để quý vị ghi danh thì vẫn chưa có nhưng được biết rằng là có lẽ sẽ có thông tin cho quý vị trước cuối năm nay 2021. Nên lời khuyên của Thanh Tùng là gì? Quý vị đón xem thường xuyên tiết mục Hot News với Thanh Tùng hoặc là Hot Tips với Thanh Tùng. Sớm chừng nào Thanh Tùng có tin, sớm chừng nấy Thanh Tùng sẽ báo cáo với quý vị để quý vị ghi danh. Theo dõi Hot News với Thanh Tùng thường xuyên nha quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này và Thanh Tùng hẹn gặp quý vị vào ngày mai.